rồi à? Công ty HTSC giám đốc marketing. มีเจ้านางนี้เนาะเอาลองดูหลังแล้วหลังแล้วรู้ว่าดาวนี่หลังใจมีเจ้าอะลูกบุ้งโบ้งแง่ละขึ้นเพิ่นผิวดาวเอ้ยสามชาติคือบางเราดาวฮะนี่นั่นเจอตายเงี้ยตายเลยนั่นดาวน้องเล้ยหันกองโอ้ยหวังจังโอ้นั่นขยะนี่นั่นน้องที่จังสามแน่ถ้าเสียหน้าน้องกลัวได้ไอ้นั่นอาโบไปแล้วอีไปแล้วอาโบชายจังเลยชายจีนแต่ร้องไม่อีแน่แล้วคือจีนไปเลยแล้วแม่ห่อเงยนี่เด็ดเจียวbao nhiêu một cân táo đây chị? 15 thôi. Em lấy quả. Ờ. Xin cái túi này để lấy đi. Đây túi đây. Đảo một quả nữa mình ăn không? Quả nó mật à? Quả này to. Đó thứ gì đấy?bố sắn dây đi chú ơi, bố sắn dây mật ong chú ạ, mật ong khoái ạ, vâng ạ, chú lấy con trai, ngọt rồi bán đi, hai chai đâu, chú lấy cho con trai đi, bố mặn dầu ở người ăn à, lấy chú 200 ạ, ngọt mà, đây là chú ơi, ăn một cọng, cân tư cơ mà chú, mật ong khoái chú ạ, mật ong khoái, ong rừng à, đúng rồi, còn mỗi hai chai thôi.Ngon đặc ngon lắm cháu ạ. Lấy bao nhiêu một chai này? Bao nhiêu một chai này? 200 một chai này. Đúng rồi. Cân tư không phải cháu đặc lắm. Lấy cô lấy 180. Lấy táo ăn á, có gì tí quay lại mua sau. Để đi chơi đã. Trong này còn ấy còn rộng không? Đồng lắm cháu. Đi đi vào trong này sâu. Còn khướt. Lấy một cân à? Hay hơn cân? Cân này thôi. Lấy quả thôi.10.000 sao cân bao nhiêu ấy? 15.000 nó bay gì nó đầy lắm lắm nè dao đẹp quá chị lớp đen hạt cốt là một phần của nó mạnh đặc ra đây phòng cái màu đẹp hết nhỉ cái củ sắn này bán bao tiền đây thế này tao sống thế anhchỉ có thế thôi. Cái lan tí vào cái này. Thôi này thuốc. Cảm ơn thuốc bácอ
Thank you.
Đây là vàng ta anh. Không ạ, cái này là hàng trang sức anh ơi. À, đấy. Vâng ạ. Cái vàng này ta không thể bán ở đây anh ạ. Đấy, ai lấy cái gì lấy? Lấy ra mà lấy khơi tai. Ra thẩm nha. Trông như thật đấy nhỉ? Hiện nay trang sức là một sản phẩm mang lại giá trị thẩm mỹ, một vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Nhân dịp tri ân khách hàng, cửa hàng bên em ra mắt sản phẩm mới, mẫu mã phong phú, giá cả phải chăng. Xin giới thiệu với quý bà con. Quay ra lên biển sơn, quay ra lỏng này, quay ra đủ đường rẽ rẽ một bên một tiếng một bên còn lỏng. Gian hàng đồ chơi trẻ em và gấu bông các loại đơn giá 45.000. Trân trọng kính chào quý khách, chúng tôi chuyên cung cấp xỉ lẻ đồ chơi trẻ. Chúng tôi chuyên cung cấp xỉ lẻ đồ chơi trẻ em và gấu bằng cân đối, mỗi món giá chỉ có 45.000 một con. Còn rất nhiều đồ chơi siêu hấp dẫn, tất cả đều đang giá 45.000, chỉ có 45.000. Đâu gấp, ổn ra, đẹp hỏi quá, con ông chồng này đang cầm đồ hết đúng không? Bánh đậu phô mai ăn rất biệt thơm ngon, kính mời. Cống nào, cống ngã ba chưa? Đây là
Bà chủ xinh gái này quay chứ. Bà chủ này không muốn quay đâu. Bà chủ năm nào cũng nhìn thấy bà chủ ngồi đây tắm. Không được đi chơi. Kiếm tiền. Đấy, năm nào có đi chơi được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn dạ dày nguyên dạ dày 3.000 cân, lớn lộ 80.000. Rồi mày tổ đúng đi kìa. Anh nói xa lắm, sóng lòng cuộc đời đến nỗi buồn thành vô. Em đâu thật là bọc đi. Em đừng 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 trong trận ngày hôm nay, chúng tôi là những người quý bà con cô bác dân kính tôi được bảo vệ màn hình điện thoại cho tất cả các mẫu máy iPhone, Samsung, Vivo, Oppo, Redmi đa dạng về mẫu mã, kính cửa chạm màn, quân mặt giả, quân mặt chống đẹp vật, đến từ thương hiệu ở dưới như Ma Cô, Anh Công, hàng chứa tới lưu tình trạng gỡ màn hình trên điện thoại của bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi có máy móc điện thoại, ốp bảo vệ chống nắng hẳn, ốp công suất, ốp bảo vệ khung lan, ốp dao, xe điện thoại, tai nghe, sạc trí não, cửa sạc lên, hỗ trợ tối đa tình trạng cho năm trên điện thoại của bạn. Mở cửa sổ chống nắng tay mặt mặt, xe điện thoại. Hey! Come on! Come on! Come on!
thì chớ đầm hết. Tôi lấy 30.000 chai cho bà bước. Qua được quan ạ. Nhất sinh ra món ăn kỳ vời nhất, giang cái tên hiệu chỉ mất 10 đồng trong ngoài anh bảo quản lý lao chỉ hay không hay gặp an toàn của họ hóa chất thực phẩm theo công quyền cùng nhau trên cột bán đồng châu phô mai là có đây. Mời bà con cô chú chú bác các anh các chị các bà trẻ đến với các hàng cam có uy tín chất lượng cao, thế giới của điện thoại xin cảm ơn. Nếu mà quanh năm đi cả nước thì hết lễ hội nhỉ. Cùng với chúng ta ở chỗ rồi cũng ngồi về đấu chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cách là bao nhiêu? 300. Cách là béo quá. Bắn đồng xu cô mai xuất xuất. Bắn đồng xu cô mai nhu. Bắn đồng xu cô mai chu. Bắn đồng xu sô cô la. Bắn đồng xu xuất xuất cho bầu. Em cực ngon chẳng những tiên. Tất nhiên mọi người lớp em cũng rất ngon. Hai người đang xem. À, bốn người đang xem. Em muốn Samsung, Vivo. Đấy có cái làm kỷ niệm. Lấy cái này để cho nó tôm ra thêm một chút. Tôm lại. Samsung, Vivo, Oppo, Redmi,
đa dạng về mẫu mã, tính tự lực tràn lành, cương lực dẻo, cương lực chống nảy cạnh, đến từ thương hiệu nổi tiếng như Baico, Kim Cương, hạn chế tối ưu tình trạng vỡ màn hình trên điện thoại. Bên cạnh đó, chúng tôi có bán ốp điện thoại, ốp bảo vệ cho bạn. Lúc tôi nói là nó nhỏ nhỏ. Cái món này bé thì... chỉ có 25.000 một cái mũi, mũ đội đầu che nắng che mưa, mũ đội làm viên làm giá cũng chỉ có 25.000. Ai nhanh tay thì ta một chiếc, ai chậm tay thì ta tiếp bước ta mua sau luôn. Mũ trẻ em mũ con mũ đội đầu giá 25.000, mũ già mũ công chúa mũ sinh nhật mũ con vật giá 25.000, mũ đi làm thuê mũ cái bộ đồ trẻ em từ 1 tuổi cho đến 15 tuổi luôn đấy, có 100.000 đồng 3 bộ, 3 bộ đồ trẻ em từ 1 tuổi cho đến 15 tuổi luôn, có 100.000 đồng 3 bộ thôi. Mà đắt thì nghỉ ngơi đồng tiền, mua nhiều thì được nhiều, mà không mua không có thì đi vài bay không nào. Ta muốn mua quần áo rẻ thì phải khỏe luôn, bác rẻ bác rẻ bảo như bác rẻ sạch luôn, áo đẹp mặt giá mà giá thì rẻ giá man luôn nào. Câu đấy nếu mà tí nữa mà nó mà cho cháu gọi thì bà mang về hội cháu ấy nhá.
cái Trương Châu. Bắt đầu tắm váy cho người sử dụng, nhất định cho anh khách hàng. Đi mà tôi cháu vì đúng bảo vệ dân phường. Bảy năm,